Hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em có đi bông giấy vườn của chị Dung cho anh chị em mình giao lưu ha anh em thì ở đây số lượng cây nó rất là nhiều luôn ba bãi lần nha anh em nhưng mà ở đây hiện có quay có một bãi thôi còn ba bãi nếu mà anh em mình có mua anh em mình cứ việc là liên hệ thôi ở đây tại vì người ta bán số lượng sĩ một còn số lượng sỉ số lượng lớn tại nhà hàng thì nói chung là đầy đủ các mặt hàng luôn ha thì đây em sẽ để số điện thoại ở tên cái tiêu đề cho thêm cho anh em mình một cái nữa đi để cho anh em mình dễ liên hệ ha còn ở đây là một phần thôi nha anh em Cái này thì khi mà anh em mình có muốn mua Anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp giùm em đi Tại vì ở đây kích kích thước cây và cái giá tiền cây nó sẽ trên lệch rất là nhiều ha Với cái này đóng hàng gửi cho anh em mình thì gửi cũng không được anh em Tại vì bông giấy khi mà mình bỏ vô thùng shop Thì cái cái kích thước cây của mình nó rất là to Nó sẽ đội lên cái phần tiền cước nó rất là cao ha Nên là nhà vườn bán cho anh em mình ưu tiên là bán tại vườn À, anh em mình có nhu cầu mình lấy cái cây như thế nào cây bự cây to cây cao em thấy là hầu như là kiểu nào bà cũng có hết tên à, ở đây là một số cây nè những cái cây lớn như vậy nó còn ở ngoài dựa nữa nha anh em ở đây là ở trong vườn ha à, cái bãi chứa trong vườn rồi ở tên nhà một bãi nữa rồi ở ngoài làng qua giấy phú sơn hay chỗ cầu đông kinh đó, thì có thêm một bãi cây lớn ở ngoài nữa nha đặc biệt là những cái cây to như thế này và những cái to bự ở đó to hơn à, thì rất là nhiều cây anh em mình cứ việc là muốn mua thì anh em mình cứ liên hệ rồi anh em mình cần cái cây khoảng bao nhiêu tiền anh em mình giao giống có anh em mà muốn giao lưu rồi nó dễ lắm anh em anh em mình viết cái việc là điện thoại vô kết bạn zalo với chủ vườn rồi anh em mình chỉ cần nói là cây em cần mua cái cây tàn dù hoặc là cây tàn bay hoặc là cây tàn thông cây cao khoảng tầm bao nhiêu mét đường kính khoảng bao nhiêu mét và giá tiền của em đang mua khoảng bao nhiêu thì những cái cây trong sân bà có những cái cây nó tương tự như vậy thì người ta sẽ chụp hình gửi qua cho anh em mình thôi rồi khi mà giao lưu hai hai bên tự thương lượng tự giao lưu tự nói chuyện với nhau khi mà chốt được cái cây thì anh em mình cọc ở nhà vườn người ta sẽ đưa xe tới nhà cho anh em mình luôn à. này chắc đa số những cái cây hàng lớn như vậy bắt buộc phải đi xe cẩu anh em như ví dụ như đây một cái gốc bông giấy mỹ ha một cái bậc công à, bông giấy sát pháo cái sát phôi là qua sát pháo ở đây ghép rồi nè bông lên lên đúng tết luôn ha Tội nó lên bông anh em ơi coi này. mỗi đọt lên điều gan như thế này hết luôn cho anh em mình ha bao cho anh em mình chơi tết và bông giấy này thì người ta sẽ có sử dụng cái thuốc là chống rụng cánh hoa giống như mai vàng vậy đó anh em thuốc chống rụng cánh hoa thì những cái bông giấy như vậy khi mà gửi ra cho anh em mình thì người ta sẽ xịt thuốc đó lên thì cái hoa mình vận chuyển nó sẽ không có bị rụng anh em đừng có sợ ngại thuốc đó nó xài thuốc không phải đâu anh em tại vì khi mà chơi bông giấy là bắt buộc phải sử dụng thuốc đó với bông lan với mai vàng Ha, mai vàng thì có thể là những cái cây hàng cái cây hàng rẻ tiền thì người ta còn xịt chứ những cái cây mắc tiền đa số người ta cho thuê những cái cây hàng người ta cho thuê thì người ta sẽ cũng không có xịt nha anh em chứ còn mà nó bông giấy bông giấy mà không sử dụng thuốc không có chơi được đâu không có nhà vườn nào đứng ra báo bảo, bảo đỏ đó không không có xịt thuốc chống rụng cánh hoa tại vì cái bông, bông giấy nè khi mà mình lên xe mình chỉ cần gung một cái thôi lúc mà mình đi vận chuyển nó nó bị động gốc đó, là mình gung nó một cái là nó sẽ bị rụng ha nên cái vấn đề đó sẽ không phải sử dụng thôi bắt buộc đây, giống như cái cây um, Nụ tầm xuân vậy ha Anh em thường thường chưng mấy cái nụ tầm xuân Ở trong nhà đó Thì cái nụ đó mặc định nó là màu trắng Khi mà người ta muốn lên nó mơ lên màu đỏ Thì sẽ ngâm thuốc Mua lên màu vàng ta sẽ ngâm màu Ngâm màu xong nó mới lên Thì cái cây này cũng như vậy thôi Ở đây thì lên hoa coi này khủng khiếp rồi nè Nhìn cả làng hoa luôn ở đây thì chắc ngoài kinh bảo vàng thì hàng năm em cũng có đi ngoài em quay nguyên cái khu làng hoa bông giấy ở ngoài á thì hôm nay em lo công việc nhà em chưa ở không nên em chưa ra ngoài quay chứ để vài bữa ở không thì em sẽ ra ngoài em quay nguyên cái làng hoa cho anh em mình ha ở đây thì uh, quay giới thiệu cho anh em mình để anh em mình có nhu cầu anh em coi cây này nó bò dài em tầm khoảng hai mét rưỡi anh em ha. từ bên đó chạy qua đây khoảng hai mét rưỡi rồi đó lên đây khoảng hai mét rưỡi gần 5 mét vậy bắt buộc phải đi một chiếc xe tải ha. đi xe cẩu cẩu cái bầu nó mới nổi chứ à, cái này nè em cây này mấy cây này thì để trong biệt thự ha để cái nhà có cái sân rộng để mới được đây cây này nó cao cũng tầm khoảng 3 mét này một cái cây bự cho bá luôn tàn dù hoa nó nằm ở phía trên nha mình quay lọt lòng vô thì mình thấy không thấy hoa nha nè những cái hàng phôi bên đây anh em có nhu cầu tầm cảnh đồ phôi chắc bên nhà vườn cũng có luôn còn đây là những cái hàng trung bình nè anh em không làm hoa hàng trung bình mình chơi hoa ha thì cái hàng này theo đánh giá nó tầm khoảng tượng triệu cho đến 3 triệu tùy theo số lượng ít nhiều mà anh em mình có thể là nếu mà anh em mình gặp những anh em cò lái mối đi anh em mình có nhu cầu mình lấy hàng về mình bán thì đây là một cái ta làm tại vườn thì anh em mình xuống đây về mình lấy để mình đi bán chợ Tết đỏ thì mình sẽ có lợi lợi nhuận nha anh em. Tại vì đây người ta làm thứ nhất là làm tại vườn thì anh em tùy theo cái số lượng của anh em mình lấy ít lấy nhiều lấy hàng như thế nào thôi thì người ta sẽ tính cái giá sĩ cho anh em mình. Nên anh em mình đừng có ngại anh em mình có có nhu cầu mình mua mình cần tìm thì mình cứ liên hệ thôi. À. Bông ở đây nó rất là nhiều màu nha anh em. Nha, màu cam màu đỏ màu hồng. với lúc gài bữa nay nó còn bữa nay chỉ có mới có 6 7 uh, tay 6 7 âm uh, uh, um, lịch thôi nên nó còn tới 20 hai mấy ngày nữa hoa như vậy là rất là chuẩn luôn còn 20 hai mấy ngày nữa thì những cái này nó sẽ lên một cái nữa là y chang này giờ nó đội bông như vậy là quá là chuẩn rồi à. tại vì đây do nhu cầu mua bán thì bắt buộc người ta phải quay sớm chứ mà quay trễ lên, thì nhiều khi anh em mình sẽ giao dịch không có kịp ha quay sớm thì những cái hàng như vậy thì mình biết bông nó đúng rồi bông rất là tươi đẹp ghê luôn em rất là nhiều màu ha ở đây thì đa số người ta sẽ ghép rất là nhiều màu anh em mình trưng một cái cây hoa rất là nhiều màu đẹp vàng có cam có trắng có đỏ có em muốn màu nào cũng có hết đẹp này em vui từ hàng bự tới hàng nhỏ cái hàng nhỏ này còn rất là nhiều thị qua bên kia nha nè còn ở trên vườn của bản phần nữa đây đi quay thì quay có một chỗ hai chỗ quay cứ nhập vô cái chỗ nào mà quay cho anh em mình bông máy đồ ngon lòng thì quay giới thiệu cho anh em mình thôi nhưng mấy cái hàng dây hàng này em thấy anh em mình mua về chơi tết cũng gọn này nhưng mà cái này chắc không biết bà có có có, có gửi hàng được cho anh em mình không chắc là không gửi hàng được quá tại vì em thấy ở đây cái chậu nó mình nó to dữ lắm cái chậu nó to cộng thêm cái phần tàn nó to cái nữa cây này như mình đóng vô là nguyễn gửi đi là bắt buộc phải đóng cái thùng gỗ anh chứ không có cái đường nào hết trơn ha còn mà anh em mình á ở gần gần đi ví dụ như ở đây là ở chợ lách bến tre ha thì anh em ở bên tiền giang nè mỹ tho nè vĩnh long nè cần thơ rồi nè sóc trăng trà vinh rồi những cái khu vực lân cận gần gần á giáp ganh với bến tre á anh em mà có nhu cầu mua xong á ví dụ như anh em mình mua hai cây ba cây bốn cây gì đó À, mà cây cũng giá trị tí thì nhà vườn người ta sẽ kêu xe qua lâm hoặc là xe tải gọn người ta giao qua cho anh em còn những cái cây hàng lớn hơn đó, thì anh em mình có có nó có giao dịch thì người ta sẽ có nghĩ cái đường giao cho anh em mình à ủa nó lên bông rồi đấy, anh em mấy cái búp này giờ nhìn thấy nó đã hay ghê không đẹp ghê đẹp anh em bông thì rất là nhiều cái màu sắc ha này là đa số là gốc giấy mỹ không ha giấy mỹ trồng đa số là giấy mỹ hết rồi đi dạng thứ quái cái này mà kêu uh, quay báo hoành báo góc không biết đường đâu báo ha nhiều khi đo chỗ này cũng được đo chỗ này cũng được đo chỗ này cũng được, này cũng được ha thì gốc giấy mỹ cái dạng cây quái mà nó sẽ bự nhỏ tùm lum hết Ủa, mấy cái này đẹp mấy cái này về vô cái chậu rồi cái hàng lớn như vậy thì bên nhà vườn còn nhiều cái bãi ở ngoài cầu kinh bảo giang á đó, đó là cái bãi làng hoa thì bên đây nhà vườn ta bỏ những cái cây to ở ngoài nhiều lắm nha anh em anh em mình có cần những cái hàng to hơn như vậy thì anh em mình cứ liên hệ thôi nhà vườn ta sẽ chụp hình gửi chi tiết qua cho anh em điện thoại vô thì ta sẽ làm việc trực tiếp với anh em mình thôi Ủa, cái cây nguyên cây màu trắng này nè. Đẹp okay, đẹp không? Mấy cây này thuần thành nằm thành phẩm nằm tinh chậu hết đây. Trời rất khỏe cái cây này ta cũng vẫn vận chuyển ra ngoài anh em à, để cái bãi này bể đã hơi ra trong vườn nên bắt buộc phải dời ra bên ngoài cái làng hoa ha. À, cả cây. Có anh em có cần cái hàng lớn hơn thì mình cứ liên hệ thôi. Liên hệ đi, thì, à, nhà vườn nó sẽ chụp hình gửi và cho anh em chi tiết từng cây từng cây. ha Tại vì cái phần giấy mỹ này nó cũ, quái thân quái cành nhánh với cái màu sắc hoa, đó. nó mỗi cái nó khác nhau khác nhau hết trơn à. Nên mình không có lấy cái nào chuẩn được hết. Mỗi cây nó một dạng đa là đa dạng. Rồi cái bệ cái này anh em cũng khiếp Trời ừ, cái cây này ghê bự ghê bự. Cây này giảm cả mét mét ngoài hoành nữa, cái cũ. Cái chỗ này chắc khoảng mét 1 mét 2 hoành. to này chắc vài bữa em cũng phải chạy ra ngoài à, làm qua giấy em quay cho anh em mình tổng thể cái ha. giờ dạ, thì người ta đã gom số lượng cây người ta đã gom ra ngoài đó người ta trưng bày anh em những cái hàng to hàng lớn thì người ta đã đưa ra ngoài tước mấy cái này đẹp ghê số điện thoại thì em sẽ ghi ở tên cái tiêu đề ha để cho anh em mình liên hệ gặp trực tiếp chủ ha nè. còn những cái hàng nhỏ bên vườn này em thấy bao la luôn Ủa, nó đơn hoa rồi này. vô trong đây ngồi cái cây này về anh em mình làm cái bồn cho nó cao lên rồi anh em mình đặt vô cái bồn rồi anh em mình làm cái bàn tà anh em ngồi phía dưới không bao giờ nắng luôn mấy cái cây này. về mình làm cái bồn nghiêng lên cái cây dáng bàn tà thì như vậy là nó sẽ kêu dán bàn tà làm cái bồn cho cao lên thì anh em mình đặt cái bàn tà ở đây anh em mình ngồi ha còn cái này người ta để xẹp ở dưới đây đó, anh em cái chậu của mình nó phải làm phải gọn tại vì mình đi bán mình còn vận chuyển á nếu mà mình làm cái chậu nó khí thế nó nặng nề quá thì sẽ tốn tiền xe cẩu đồ rất là nhiều chi phí nên đây người ta làm cái chậu cũng khá là gọn vừa với cái cây thôi còn khi mà về thì anh em mình sẽ trồng lên ở cái một cái chỗ khác ha cái này đã quá ta Cây này lúc trước em cũng tính nghiên cứu em mua một cái cây em cũng đang kiếm một cái cây để làm một cái khu mà chưa có làm được thấy gì chứ ham Ủa, đẹp rồi. Đẹp, đẹp. cây này mà về làm cái bộ cơn mét gửi đặt cái cây vô rồi để cái bàn trà dưới là như ý đẹp này quá wow, xuất sắc luôn như một đại hoa ta chưa hoa này nó còn đang lên nè thấy không nó cái hoa này nó, nó nó hồi hồi non thì nó sẽ xanh khi mà chuyển qua bự nó sẽ trắng hồng như thế này ha đẹp ghê đẹp quá đẹp quay qua những cái hàng nhỏ hơn cho anh chị em mình ha ừ, cái màu bông nó đẹp, đẹp này ừ. rất là nhiều loại luôn em thấy rất là nhiều màu nhưng mà em thì không có chuyên bên đây mấy năm trước thì em còn làm em còn nghiên cứu em còn nhớ mấy năm nay thì em không có không có chuyên về bên đây nên thấy nó chỉ biết là nhiều màu ở đây có biết cũng biết được mấy loại nha anh em thứ như là Ấn Độ nè rồi Thái nè Thái là ba cái lòng làm Thái này nè Thái thì nó sẽ rất là nhiều màu nè. màu đỏ màu hồng rất là nhiều rồi cái nhưng mà cái, đẹp màu lên cái màu đẹp cái ghê đẹp này số lượng rất là nhiều ha Nên, phía tao ấy cũng còn mấy một số cái bự này nè ý mà ở đây mới có một phần thôi mà còn thấy đã vậy đi gà dạ, ngoại quay, quay cái chuyện gì nổi rồi ha thì nãy như em, cái em có nói chia sẻ với anh em mình á thì do đây á, là muốn bán sỉ nên sẽ quay số lượng cây ở trên sân cho anh chị em mình ha rồi anh chị em mình có nhu cầu mình cứ liên hệ thôi đây, như những cái hàng hoành cũ to 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 như vậy này nè ha. còn anh em mình muốn ghé vườn tham quan chơi thì có số điện thoại đó anh em mình chỉ cần điện thoại xong cái thì ta chỉ cho anh em mình chạy lại thôi ha đây hộ bên đó, bên đó còn nhiều hơn, quá trời quá đất luôn. Này, nhiều hàng ha, Thì em thấy rất là nhiều cái kích thước cây, tùy theo anh em mình mua cái loại nào thôi, ừ, cái chùm này đẹp. Đấy, chậu bọng người ta đã vô sẵn như thế này hết cho em mình rồi thì về nên mình chỉ cần cho tết thôi, khỏi cần làm gì hết. Với đây là người ta bán tại vườn nên người ta sẽ chưa có làm nhiều cái cái phần nó đẹp thêm. Yêu như những cái mặt chậu này về là mình phải mua sỏi trắng mình để lên cho nó đẹp. Còn ở đây như người ta làm cho nó đẹp, người ta bỏ sỏi sẵn luôn đi. Thì lúc mình ta ginh tới ginh lui vận chuyển đồ cái cục đá của mình nó sẽ bị dơ hoặc là nó bị rớt ra ngoài nên người ta sẽ không có làm những cái khâu đó cái đó là về anh em mình phải tự làm hoặc là khi nào mà lên chợ lên lô rồi đó thì người ta sẽ làm còn ở đây thì người ta bán làm cái cây tại vườn thì người ta sẽ làm như thế này gọn gàng tôm tất cây Chậu bọng ngon lành là ok cho anh em mình về chơi tết rồi còn những cái phần mà trang trí thì về em mình sẽ thi làm thêm phụ cái nó đẹp và cái bông này nó chơi rất là bền nha anh em bông giấy này anh em mình chơi thứ qua gặp thanh viên luôn vẫn còn ha giấy thế gì chứ nó, nó 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 lâu lắm. Quá trời đi đồng Rồi số điện thoại của chị Dung thì em sẽ để tên cái tiêu đề cho anh chị em mình nha. Anh em mình có cần mua cái mặt hàng như thế nào thế nào thì anh em mình cứ liên hệ gặp trực tiếp chủ vườn số điện thoại ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều Anh em có nhu cầu mua bán số lượng nhiều gì đó Hoặc là lấy mình mua giao lưu một hai cây gì đó Thì anh em mình cứ liệt là liên hệ gặp trực tiếp bên chủ Để chủ người ta tư vấn hỗ trợ cho anh em mình những vấn đề mà anh em mình chưa có nắm rõ trong clip ngày hôm nay ha Và ở đây hai ba dựa lận nha anh em Ở đây là một cái bãi ở trên cái cái khu ở trên đây là không có nhà Còn cái khu trên kia là nhà của bà ở tỉnh vẫn có làm Nhưng mà số lượng thì nó sẽ không bằng ở dưới đây ha Giờ một bãi ở ngoài là ngoài kinh bảo vàng cầu kinh bảo vàng thì anh em mình xuống tới làng hoa thì anh em mình hỏi cầu kinh bảo vàng thì nó gần cái cầu đó ha anh em còn là ngay chỗ làng hoa bôn giấy mỹ phú sơn á thì cũng là ngay chỗ đó luôn thì anh em mình có dịp anh em mình xuống tham quan rồi mình coi có giao lưu được gì thì anh em mình giao lưu còn anh em mình có lấy hàng mua bán mua tao đổi gì đó anh em mình cần nhu cầu cái cây như thế nào thế nào thế nào thì anh em mình cứ liên hệ giùm em số điện thoại giùm em ha để gặp ngay người ta tư vấn cho anh chị em mình rồi cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ trong thời gian qua thì một lần nữa rất là nhiều ha